Tôi Quy Đại Lộc, hiện tại tôi có mặt tại nơi lăng bạc của chính, và trước mặt tôi thì ở phía dưới đó, và tiếp tục một cái mới để mà tại lại thì ở phía dưới nơi của chính đã chào về hiện tại rực rỡ 06 sau 10 đấy, rực rỡ hiện tại miền Nam miền Trung đó, quá là khủng khiếp. Thì cuộc chiến đã hiển linh, đã đem đến hiện tại. Rồi, một buổi trưa này thì tôi đang có mặt tại nơi này. Đang có mặt tại nơi này, đó. Một nơi trên núi này. Rồi, thì tôi sẽ tiến hành về phía dưới đây. Đây là tại gì đây? Thì tôi đang có mặt tại nơi làng mặt của chính này. Đó. Tôi đang đi vào phía bên trong. Thì hiện tại để mà trả lời của chính đã cho về hiện tại 06610 đấy. Để rồi mặt nợ của chính ở đây. Bướm bướm nằm mới bay vô này, mới đáp này, một bướm rất là đẹp đó. Một con bướm bướm rất là đẹp. Rồi thì ăn tiền tài đều có công đức ở đây, cũng như ai có tiền tài tài lễ của chính đã hiển linh ở đây. Thì tôi đang có mặt tại đây này. Thì tôi sẽ tiến vào phía bên trong để mình tài lễ. Rồi thì đã cho về tiền tài, nhưng ít ai tài lễ nơi của chính này đó. Thank you.
Và một ngày mới thì tôi đi đêm lên hương tiếp tục tại lại thì có gì cũng lấy thôi. Và thắp lên một niên hương, niên nhang, niên khói ở đây. Thì anh hiện tại ủng hộ trên màn hình, ủng hộ tại lệ, nhân đèn, chúc nhân khỏi để có chuyến đi thành công rực rỡ. Thì nơi này đã cho vào hiện tại không xấu này, rực rỡ miền Nam miền Trung đấy, không xấu số 10 đấy. Thì sự linh thiêng ở đây đã hiển hiện và đi đến tiền tài rực rỡ. Thì nơi này rất là xa xôi và thật là giản dị. Thì ngày hôm nay điều gì sẽ hiện lên và điều gì sẽ đem đến đó. Và ở đây đã cho về hiện tại rực rỡ một ngày mới. Thì ngày hôm nay buổi trưa này ngày 21 tháng 10 này, thì tôi có gì cũng này rồi. Thì hiện tại để em tài liệu của chính này trên màn hình ở dưới góc này hoặc trên đây để em tài liệu của chính để ủng hộ chúc nhân đèn. Thì sự linh thiêng hiển hiện của ngày hôm nay thì buổi trưa này sẽ là sao? Thì ở đây tôi có lập thông lòng thành để mà tại lại chút sửa chút tiền giật bạc này đó, thắp lên một nén hương, nén nhang, nén khói. Rồi tâm linh rất là ngốc đó. Thì hôm nay để mà trả lời để rồi mặt nợ cũng chính ở đây, điều đó tôi không biết được điều đó. Và một buổi trưa này thành công như thế nào, thì tôi cũng đã đặt đồ đã xong rồi đó, tôi có gì cũng này thôi.
quá trời bụi luôn. Thì bụi trời như thế này mà rất là bụi. Đó, tôi đang đứng như thế này rất là căng, căng nát bàn tay luôn. Trời ơi, quá trời, quá khổ luôn. Đấy. Và để đem đến cho tất cả mọi người sự may mắn tiền tài thì khổ cực để đi vượt hàng trăm cây số bụi chích. Bây giờ chờ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì ngày hôm nay thì tôi đang đi đến đây để mà tạ lại đó chút sửa chút tiền dẫn bạc này thì của ít lòng nhiều để mà tạ lại các chị đất đai duyên trạch thành vàng phủng sứ bạch mã thái giám hoàng trầm quốc lý thường nước đất đai quyền trưng lộ kỳ cao bóng mát tình trung nước bạc thì cô chính đã ngự tịnh này cô hai cô ba cô tư cô năm cô sáu cô bảy cô tám cô chín đã ngự tịnh này và phù hộ độ trì sư linh thiêng tiền tài rực rỡ may mắn đó ai có tiền tài ở đây thì tài lỡ cổ chính chúc nhiều điện của ích lòng nhiều đó rồi để rồi mật nợ cổ chính điều đó tôi không biết được điều đó và sư linh thiêng hiển hiện một buổi trưa thành công ai cầu nguyện thứ gì sẽ thành công cái này tiền tài thì có tài may mắn thì có may mắn sức khỏe thì có sức khỏe đó. Thì sự linh thiêng hiển hiện một ngày mới rực rỡ thì tôi sẽ xin kèo ở đây thành công may mắn điềm đình thành công như thế nào trước này sẽ đứng lên đó là sự thành công rực rỡ. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi thì tôi sẽ xin kèo đây. Thì một buổi trưa này, trứng này sẽ đứng lên là sao? Lúc nào? Đó là sự thành công, may mắn. Đó. Thì ai tin tài, ủng hộ trả lời trên màn hình hoặc nhắn tin dù có để mà trả lời của chính và các chị này. Tâm linh rất hưởng ứng. Rồi, bắt đầu. Rất là mũi luôn. Buổi trưa mà rất rất bụi. Không không. Không một. Không hai. Không ba. Không bốn. Không năm. Không sáu. Không bảy. Không tám. Không chín. Vẫn chưa đứng ở đây. Số mười. Nghe liên tục thôi. Đó. 11.
12. Chim chóc thì đang kêu phía ngoài, nó có một con chim đang kêu phía ngoài. Thì 12 rồi. 13. Mười bốn. Mười lăm. Mười sáu. Nghe liên tục rồi. Nãy giờ toàn là nghe không? Thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi và chia sẻ vào Facebook Hello. Gương mực thì đen, gương điện thì soi sáng hiện linh, thì cô chính hiện linh soi sáng ngày hôm nay. 17. 18. 19. 19. Đó. Thì ai có tiền tài ở đây để mà tài lại ủng hộ tài lại chút tiền điện để rồi mất nợ của chính nhỏ này. 19. Lập bập số thôi. 20. 15 ngày nữa rồi. Có lẽ không ai tài lại của chính này. 21. Chim chóc thì đang kêu ở phía ngoài. Từ trước đến nay thì ở phía ngoài nó gió chim chóc đều là cô bé này. 22. 23. Nghe liên tục. 24. 25. 25. Ở đây 25, 52 đó. Thì đã cho dự đứng 25, 52 ở đây thì cô chính đã hiện lịch tiền tài rực rỡ may mắn điểm đến cũng như lọc mua với số miền Nam, miền Trung, miền Bắc. 25, 52 ở đây thì cô chính đã hiện lịch cũng như tất cả mọi việc ở đây tiền tài rực rỡ thành công. Thì ai thiên tài để em trả lời cô chính ở đây ủng hộ trả lời tay cả miếng bánh tiền nhận bạc đó. Đó là sự linh thiêng hiển hiện đã sinh kêu thành công. 25 và 52 nối ấp cục ở đây thì tôi sẽ đốt tiền nhận bạc này đó.
Rồi, thì ngày hôm nay thì tôi đã xin kết thúc cọc và ai tiếp tại ở đây tại là cô chính đó để đổi mất nợ cô chính đây tôi không biết được đó. Sự linh thiêng đã hiển hiện 25 năm 2 ngày chọc. Rồi thì ai chưa đăng ký kênh nhấp vào chữ đăng ký để theo dõi.